Xin chào mọi người và đặc biệt là những người tuổi thìn. Đây là video clip anh Ba Tử Vi sẽ chia sẻ với mọi người về tử vi của tháng 9 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Giáp Tuất của năm Kỷ Hợi 2019. Một trong những cái tháng xét về địa chi là lục xung với những người tuổi thìn. Người ta nói thìn tuất là lục xung. Mọi người nghe lục xung là thấy là mệt mỏi rồi. Dĩ nhiên ha, trong tử vi của hàng tháng thì sẽ có cái ba cái trụ mà để có thể xét là tử vi của mình tốt xấu ra sao. Thì nó một trụ là về mạng, là về bổn mạng sức khỏe của mình. Một trụ là thiên can, thì nó thường ảnh hưởng đến công việc tài lộc. Và địa chi là thí dụ như mình thìn gặp tuất là địa chi đó, là nói về tình cảm gia đạo ở trong cái gia đình của mình và các mối quan hệ. Cho nên là một trong ba trụ mà rơi vào xung khắc thì chắc chắn là nó sẽ có những cái trục trặc riêng của nó. Cho nên là tháng tuất của năm nay là không được tốt đẹp đối với những người tuổi thìn. Vì sao? Vì chữ giáp là hỏa, nó rất là dữ, nó rất là xung với tuổi thìn. Chắc chắn là về việc gia đạo và tình cảm, đặc biệt các mối quan hệ sẽ hay đem lại phức tạp cho cái người tuổi thìn ở trong năm nay. Tuy nhiên không phải tuổi thìn nào cũng bị lây luôn cả công việc. Tại vì có tuổi thìn này chỉ bị ở cái gia đạo thôi, tình cảm thôi và các mối quan hệ thôi, chứ không có ảnh hưởng đến công việc. Tùy vào cái thiên can có bị xung khắc hay không. Thì bây giờ trở lại với vấn đề chính, thì mình sẽ phải xét xem người đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với mọi người về những người tuổi thìn, đó là người Nhâm Thìn sinh năm 1952 với mệnh là Tràng Lưu Thủy, hoặc là Trường Lưu Thủy thì cũng là nó. Người mà Trường Lưu Thủy thì có thể nói là những người sinh năm 1952 thì đa phần là dù là nam hay nữ thì cũng đã là những cái người gọi là an hưởng tuổi già rồi. Cao lắm thì các anh các chị mà có kinh doanh thương mại riêng á, thì đang ở trong cái giai đoạn gọi là làm chủ bản thân. Tuy nhiên là năm Mậu Tuất vừa rồi là một năm đầy sóng gió đối với người chữ Nhâm cũng như là Thìn ha. Chữ Nhâm là bị Mậu khắc, Thìn là bị chi tốt cái lục xung, cho nên là nhiều biến chuyển không được tốt đẹp cả trong công việc lẫn cái mặt sức khỏe của mình đi xuống và gia đạo. Thì bây giờ bước qua năm nay thì nó cũng có là một năm chưa phải là một năm thịnh vượng đối với tuổi của các anh chị, nhưng dù sao đi nữa thì nó vẫn gọi là tiến một bước dài đến cái sự gọi là may mắn hơn là cái năm vừa rồi. Thì rơi vào cái tháng này thì nó sẽ như sau. Thì với mạng Trường Lưu Thủy thì gặp tháng Giáp Tuất là một tháng hỏa, như vậy xét về trụ mạng là thủy khắc hỏa, bổn mạng khắc than, sức khỏe không được tốt đẹp. Cái việc mà cái bổn mạng bị khắc tháng như vậy, không những là nó ảnh hưởng đến cái công việc, cái bổn mạng sức khỏe không đâu, mà nó còn ảnh hưởng đến các phúc tinh và tài tinh. Khi mà bổn mạng mình được tương sinh thì phúc tinh và tài tinh nó sẽ sáng hơn. Và bổn mạng của mình khắc tháng, tháng khắc bổn mạng của mình, thì tháng khắc bổn mạng của mình á, thì cái phúc tinh và tài tinh gần như bằng không, không có tác dụng. Còn mình khắc bổn mạng á, mình khắc tháng, bổn mạng của mình khắc tháng thì giảm bớt cái sự coi như tác dụng của phúc tinh và tài tinh. Vì thế là phá và bại tinh ở trong cái hạn của mình nó sẽ tiếp tục phát huy cái khả năng của nó, làm cho cái vận hạn của tháng của mình không tốt đẹp hơn ha. Rồi thiên can, chữ Nhâm chữ Giáp thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Nhâm thì thuộc thủy, Giáp thì thuộc mộc, cho nên là có thể nói đây là nạp âm ngũ hành bị sinh xuất của thiên can. Như vậy có thể là sẽ tổn tại ha, vừa bị tương khắc bổn mạng, vừa bị thiên can là sinh xuất ở trong nạp âm ngũ hành, cộng với lại địa chi là như đã nói, thìn tuất là lục xung. Lục xung là mô tả sự đối chọi, chống đối nhau. Như vậy gia đạo tình cảm sẽ có nhiều cái biến chuyển xấu, nhất là đối với các anh nam ở trong cái gia đạo của mình. Thì như vậy thì rõ ràng là người Nhâm Thìn gặp tháng Giáp Tuất này, nếu mà tính điểm thì chắc là 2.5 tới 3 điểm, cho nên là nhớ cẩn thận, đặc biệt là các anh ha. Rồi tiếp đến đó là người Giáp Thìn sinh năm 1964. Người này là mệnh Phúc Đăng Hỏa. Các anh các chị, Phúc Đăng Hỏa này trong năm vừa rồi cũng không phải là dạng vừa đâu, với cái chữ Giáp khắc chữ Mậu thì công việc cũng thật sự là đầy khó khăn.
Nhưng thôi, bỏ qua cái năm cũ rồi ha, em có làm video em nói rất rõ năm trước rồi. Thì bây giờ mình sẽ xét xem coi cái tháng 9 này nó sẽ ra sao. Thì với cái người cùng là hỏa, mạng hỏa gặp tháng hỏa là hỏa đồng hành, sức khỏe không vấn đề. Có thể nói là phúc tinh và tài tinh vì thế nó cũng được chúc hưởng lợi và phát huy cái tác dụng của nó. Thiên can thì chữ giáp của giáp thìn gặp chữ giáp của giáp tuất đồng hành luôn. Công việc hanh thông thuận lợi, không phải lo lắng về nhiều. Tuy nhiên là địa chi thì cũng giống như người nhâm thìn, với thìn tuất là lục xung. Mà như đã nói là lục xung thì gia đạo rất dễ xào xáo, công việc tình cảm, cái gì đó có liên quan đến tình cảm sẽ khó mà hanh thông. Như vậy thì người giáp thìn đỡ đần hơn người nhâm thìn rất nhiều khi mạng và công việc không vấn đề, bình thường, không có vấn đề gì hết, cũng không được tương trợ nhưng không gặp trở ngại. Tuy nhiên là sẽ có cái rắc rối về mặt tình cảm và những cái chuyện quan hệ trong gia đạo, nhất là đối với các chị nữ đó, cho nên là cẩn thận ha. Người tiếp theo của người thìn đó là Bính Thìn, sinh năm 1976, với mệnh sa trung thổ. Người mệnh sa trung thổ thì gặp tháng hỏa là tháng giáp tức, là hỏa sinh thổ, bản mệnh được tương sinh, rất tốt cho sức khỏe và bổn mạng, đặc biệt là phúc tinh và tài tinh. Khi bổn mạng được tương sinh, tức là giống như là đèn được châm thêm dầu thì sẽ cháy sáng hơn. Vì thế nó sẽ lấn át bớt phần nào cái phá và bại tinh ở trong cái sao hạn của mình ở trong năm nay, sẽ phần nào tốt đẹp. Thiên can thì bính giáp không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên bính đinh là hỏa, giáp ất là mộc, cho nên có thể nói nạp âm ngũ hành của thiên can là tương sinh, mộc sinh hỏa, cho nên tài lộc sẽ có nhưng không lớn. Đừng có mong chờ nhiều ở cái sự phát huy tài lộc tốt ở trong tháng này, vì nên nhớ rằng tháng này địa chi là lục xung, sẽ có nhiều điều không tốt đẹp về mặt tình cảm, đặc biệt là với các chị nữ. Các anh nam thì tuổi này là những cái người gọi như giỏi ngoại giao, ăn to nói lớn, còn ngược lại các chị bính thìn nữ thì thường là tướng rất là sang trọng đẹp đẽ ha. Nhưng mà đều có một cái nghèo, nói không ai tin vì tướng mình sang quá, mặc bộ đồ bình thường cũng thấy mình sang nữa. Đó là cái hay của người bính thìn, sắc vóc rất là đẹp và sắc vóc nhìn rất là thu hút. Đó là một cái lợi, người ta nói là trai thì đinh nhâm, gái thì quý bính, nhàn thân đẹp mã. Đó là những cái gì mà có thể nói được ở người bính thìn nữ mạng. Cho nên là người bính thìn cũng là một trong những cái người được gọi là tốt đẹp về công việc, về sức khỏe ở trong cái tháng 9 âm lịch này. Tuy nhiên là phần gia đạo thì tất cả tuổi thìn đều giống nhau, sẽ rất là dễ xào xáo và gây những cái chuyện buồn phiền. Nhớ cẩn thận các chị ha, khiến nhiều khi là tháng này nó khiến các chị thấy những cái chuyện không nên thấy, biết những chuyện không nên biết, mà quậy sẽ rụng ra cái gia đình của mình, nó có xào xáo buồn phiền. Thôi thì gặp tháng xung mình cứ mắt nhắm mắt mở cho qua cho rồi, cho nó yên chuyện ha. Rồi tiếp đến là các em tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, với mệnh Đại Lâm Mộc. Thì mệnh Đại Lâm Mộc gặp tháng giáp tức là một tháng hỏa, như vậy mộc sinh hỏa, bản mệnh bị sinh xuất, sức khỏe bổn mạng yếu. Mà khi mà bản mệnh bị sinh xuất á, thì phúc tinh tài tinh sẽ yếu lên, phá và bại tinh vì thế hoành hành, đặc biệt là nữ mạng của cái Mậu Thìn đang vào bắt đầu cái 10 năm đại hạn, cho nên gặp nhiều cái phiền toái rắc rối ở trong cả gia đạo, tình cảm lẫn cả công việc, tùy vào cái ngày tháng sinh của mọi người, cho nên là có nhiều cái chuyện nó cũng hơi buồn phiền. Gặp cái tháng này sinh xuất nữa thì phúc tinh tài tinh yếu đi, cái phá bại tinh nó hoành hành mạnh hơn. Thiên can lại càng không tốt, với chữ giáp khắc chữ mậu, tháng khắc thiên can, công việc dễ lâm bế tắc, cẩn thận là hao tài. Nam nữ mạng đều phải cẩn thận, nhiều khi thậm chí là nữ mạng là sự cẩn thận của họ từ xưa giờ nó vẫn còn chút chút, chứ ông Mậu Thìn nam mạng là thăng trầm ghê gớm. Nam nữ mạng gì cũng rất là thăng trầm trong đời sống, trong cuộc sống sự nghiệp của mình, cho nên là nhớ cẩn thận. Vì địa chi cũng giống như các tuổi thìn khác, mình là lục xung. Mà giải thích lại là lục xung là mô tả cái sự đối chọi, chống đối nhau giữa hai cái
địa chi, cho nên là gia đạo tình cảm rất là xấu. Như vậy thì người Mậu Thìn tổng hợp lại, mạng bị sinh xuất, thiên can thì bị tương khắc, tháng khắc thiên can, ha. Địa chi thì lục xung, rõ ràng là tháng Giáp Tuất thực sự là không tốt đẹp đối với cái người Mậu Thìn. Cho nên là các em Mậu Thìn thì anh cực kỳ cẩn thận ở trong tháng này. Bổn mạng có thể là chỉ bị suy yếu, trầy trước hoặc bệnh gì thôi, không có nguy nan. Tuy nhiên về cả công việc lẫn tình cảm thì đây là một tháng rất là xấu, ha, nhớ cẩn thận một tí xíu. Tiếp đến đó là các em nhỏ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 với mệnh Bạch Lạc Kim. À, tuổi này thì phần đông là còn đi học hoặc là mới bắt đầu sự nghiệp, cho nên là thậm chí là cũng không có gọi là gì, không có tìm hiểu tử vi phong thủy. Thật sự mà nói như vậy, thậm chí là các em không tin. Vốn dĩ tuổi Thìn thì cứng đầu, tuổi Thìn giỏi ngoại giao nhưng mà kim, mạng kim thì rất là cứng cỏi, nói cái gì im ỉm nhưng mà không chịu nghe, cho nên là không có tiếp thu được những cái giá trị của cổ xưa như là tử vi phong thủy. Cho nên thôi thì các em còn rất là nhiều thời gian để mà trải nghiệm. Thì nếu như các anh các chị nào có con thì coi xem để mà khuyến cáo các cháu nhỏ ở nhà đừng có rơi vào tình cảnh quá xấu. Vì sao? Vì cái người mệnh kim gặp tháng hỏa là hỏa khắc kim, ha, mạng bị tháng khắc, sức khỏe cẩn thận, nhiều việc xấu về sức khỏe, bổn mạng đề phòng tai nạn phạm thân, nguy hiểm tới tính mạng. Đó là những gì mà người Canh Thìn phải chịu xét về mạng. Còn về công việc, về thiên can thì dù gì Canh Thìn có nhiều em ở quê, đó là nhiều khi đã lập gia đình rồi, 19-20 rồi nhưng mà đã có gia đình rồi, có công việc. Thì với chữ canh khắc giáp thì thiên can khắc thác, công việc báo hiệu nhiều trắc trở, không tốt đẹp, cho nên là cẩn thận một tí xíu về phần công việc, coi chừng mất mát về tiền bạc mà phải là. Đó là những gì mình nghe. Địa chi Thìn Tuất là thuộc nhóm lục xung. Mình giải thích lại cho các em tuổi Canh Thìn biết là lục xung là mô tả cái sự chống đối, đối chọi nhau giữa hai cái con mang thiên tính này. Thì là gia đạo tình cảm, đặc biệt là các em nữ với tình cảm xáo trộn, nhiều buồn phiền, coi chừng có nước mắt. Như vậy thì người Canh Thìn cũng không tốt đẹp gì cho lắm so với người Mậu Thìn. Có thể nói Mậu Thìn xấu về công việc, về gia đạo, thì Canh Thìn xấu luôn cả bổn mạng. Có thể nói là như vậy, xấu bổn mạng nè, thiên can cũng khắc nè, địa chi lục xung. Có thể nói tháng 9 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tháng Giáp Tuất là một tháng kỵ đối với người tuổi Canh Thìn, có thể sẽ có nguy nan đến bổn mạng nếu như không cẩn thận, liều lĩnh. Đó. Như vậy thì mình đã tổng hợp xong cái tử vi của tháng Giáp Tuất, tức là tháng 9 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tất cả những người tuổi Thìn. Đặc biệt với tuổi Canh Thìn và Mậu Thìn thì không tốt đẹp nhiều thứ. Hy vọng rằng đây là cái thông tin hữu ích giúp cho mọi người để biết mà cương nhu, đề phòng những cái việc xấu xảy đến với bản thân cũng như là gia đình của mình. Mọi người xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi cũng như kênh Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video khác về tử vi, phong thủy, tuổi của mọi người hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye!